Xin chào các bạn, tôi là Phạm Văn Quyến, người kể chuyện. Chào mừng các bạn đã trở lại với series huyền thoại Euro. Nếu đã theo dõi những câu chuyện về Euro mà Quyến đã kể trong thời gian qua, hẳn các bạn không xa lạ với hành trình kỳ diệu của Đan Mạch ở Euro năm 1992. Từ một đội được dự vòng chung kết bằng vé vớt, thay thế Nam Tư bị loại vì chiến tranh, Đan Mạch đã đi thẳng đến ngôi vô địch trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Đáng nói hơn, họ đến giải bằng một tâm thế rất vô tư và chiến thắng cũng thật vô tư. Nhưng ngày hôm nay, Quyến muốn kể cho các bạn nghe một khía cạnh khác về chiến thắng ấy. Bởi thực tế, không phải chú lính chỉ nào cũng thoải mái trong giấc mơ ngày đó. Không phải lúc nào hạnh phúc cũng đến với những người viết nên chuyện cổ tích cho cuộc đời. Họ bị bao vây bởi trùng điệp những mũi công của đội tuyển Đức. Ở phòng tuyến cuối cùng, ngỡ ngác đến Peter Schmeichel liên tục bay lượn để cứu nguy cho khung gỗ. Nhưng có cảm giác bàn gỡ hòa chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi. Đan Mạch, đội tuyển giữa Euro 1992 bằng một chiếc vé vớt hy hữu, đã đứng trước cội lên ngôi vô địch khi dẫn trước Đức 1-0 ở chung kết. Họ đã mở tỷ số từ sớm bằng cú nã đại bác của John Jensen và đang làm tất cả những gì có thể để bảo vệ lợi dẫn. Sau đó, khi chỉ còn 12 phút nữa là hết giờ, bóng được đưa tới chân của Kim Vinfort, tiền vệ tấn công của Đan Mạch trong vòng cấm địa của đội tuyển Đức. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào những động tác của Vinfort. Anh hãm bóng, loại bỏ hai cầu thủ Đức bằng một cái xoay người, rồi hướng về khung thành của Bodo Inler. Và thời gian ngừng trôi. Đó là khoảnh khắc đẹp bậc nhất trong lịch sử bóng đá Đan Mạch và là giây phút Vinfort được chọn để trở thành người hùng. Để hoàn tất sứ mệnh ấy, anh cần một sự điềm tĩnh ở mức độ cao nhất, quyết tâm cao nhất, đến từ một động lực lớn nhất. Đó là điều mà bất cứ ai cũng có thể suy luận được. Nhưng ít ai biết rằng, động lực ấy đến từ một bi kịch gia đình. Tiền vệ từng khoác áo lìn và lúc đó đang chờ cho Bromby, sắp tròn 30 tuổi vào thời điểm Euro 1992. Như nhiều đồng đội khác, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ huấn luyện viên Richard Møller-Nielsen của đội tuyển Đan Mạch về việc họ bất ngờ được trao quyền dự vòng chung kết dù trước đó không qua được vòng loại. Lý do là Nam Tư, đội xếp trên họ ở vòng loại, đã bị loại khỏi giải đấu vì chiến tranh. Nhưng trong khi hầu hết các đồng đội có thể thoải mái quay về dự giải từ các chuyến nghỉ mát, thì Vinfort không được như vậy. Gia đình anh đang đối mặt với một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Lynn, con gái 7 tuổi của Vinfort, đang phải chống chọi với căn bệnh máu trắng quái ác ở thời điểm ấy. Đến khi cơ thể con gái có vẻ đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, Vinfort mới miễn cưỡng đến tập trung đội tuyển quốc gia, muộn hơn so với các đồng đội khác. Vinfort góp mặt trong đội hình Đan Mạch trong trận khai màn của họ, hòa đội tuyển Anh không đều. Thất bại 0-1 tiếp đó trước chủ nhà Thụy Điển, khiến Đan Mạch buộc phải thắng Pháp ở lượt trận cuối vòng bảng mới có thể đi tiếp. Christensen. Ja. Jensen. Die gaat er net niet in. Goal in. Kijk. Goal in. Goal in. Leg breed. Zwart niet. Brolin. Brolin, ja. Thomas Brolin. Đáng chú ý, những chú lính chỉ dũng cảm phải làm điều đó mà không có Vinfort. Tiền vệ mang áo số 18 xin phép huấn luyện viên nghỉ trận đấu ấy để tức tốc về nhà vì tình trạng bệnh của con gái đang trở nên trầm trọng. Sức khỏe của Lin ngày một yếu hơn, đến mức gia đình Vinfort mất dần hy vọng. Những suy nghĩ về bóng đá hay vinh quang tại Euro 1992 tất nhiên càng xa vời, thậm chí vô duyên trong hoàn cảnh ấy. Vậy mà khi đó, Đan Mạch lại bắt đầu gây bất ngờ. Chống lại mọi dự đoán, họ hạ Pháp 2-1 bằng bàn thắng muộn của Lars Ekström. Đội bóng dự giải bằng vé vớt bỗng thẳng tiến vào bán kết, đụng độ Hà Lan hùng mạnh. Elstrom. Oh, the flag has stayed down. Paulsen reins it in eventually. And Elstrom is there! Denmark have regained the lead. And there's only 12 minutes to go. Với Vinfort mà nói, kỳ tích của đội tuyển quốc gia lại là vấn đề nan giải. Ban đầu anh đã quyết định sẽ không quay lại Thụy Điển dự giải tiếp, nhưng chính vợ và con gái đã thuyết phục anh thi đấu nốt trận bán kết như đã hứa với ban huấn luyện
rồi hãy trở về với họ dù đội có thắng hay là thua. Với việc người thay thế Vinford là Henrik Larsen đã tỏa sáng với bàn mở tỷ số trước Pháp, nhiều người nghi ngại rằng có nên để anh trở lại đội hình hay không. Sau cùng, cả Vinford và Larsen đều đá chính trong trận bán kết. Trong khi Larsen ghi đến 2 bàn trong hiệp 1, giúp Đan Mạch 2 lần vươn lên dẫn trước, thì đóng góp của Vinford cũng không kém phần quan trọng. Trong vai trò tiền vệ sáng tạo, anh đảm nhận tốt nhiệm vụ điều phối bóng trong bối cảnh toàn đội chịu áp lực lớn. Sự bền bỉ và kỷ luật cũng giúp cho Vinford hợp cùng với Larsen và Jensen, tự tin đối đầu với bộ ba danh tiếng Frank Rijkaard, Ruud Gullit và Dennis Bergkamp bên kia chiến tuyến. Mãi đến phút 86, Rijkaard mới gỡ hòa 2 đều cho Hà Lan trong một tình huống phạt góc. Trận đấu được kéo vào hiệp phụ rồi là sút luân lưu. Trong màn cân não đó, Van Basten là người duy nhất sút hỏng. Còn cả 5 cầu thủ Đan Mạch thực hiện thành công, trong đó Vinford là người đã đá vào quả thứ 4. Bạn không bao giờ có thể chắc cú là mình sẽ sút thành công, nhưng bạn phải tin như thế, đồng thời loại bỏ tất cả mọi rào cản trên đường thực hiện điều đó, anh nói. Vinford trở về quê nhà ngay sau chiến thắng ấy và không mong quay lại giải đấu dù Đan Mạch đã vào chung kết. Nhưng rồi một lần nữa, chính Lin, con gái bé bỏng của Vinford đã cầu xin anh trở lại Thụy Điển và cống hiến cho đất nước ở thời khắc vinh quang nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Tin vào sự can đảm của con, Vinford lại quẩy hành lý và kịp trở lại đội vào đêm trước khi trận đấu diễn ra. Và giờ là lúc chúng ta chạy tiếp đoạn băng đã dừng ở phần đầu. Thời gian đã trở lại, Vinford chỉ còn một tích tắc để quyết định và anh tung ra một cú sút chìm bằng chân trái. Bóng đi không mạnh nhưng lập bập và hiểm hóc, đập nhẹ vào mé trong cột dọc rồi vào lưới. Tỷ số chung cuộc là 2-0, Đan Mạch từ đội bóng không được dự giải trở thành nhà vô địch châu Âu. Bàn thắng của Vinford là dấu chấm cuối cùng để hoàn tất câu chuyện cổ tích mang tên Đan Mạch ở Euro 1992. Câu chuyện về những chú lính chì dũng cảm thời hiện đại ấy đã truyền cảm hứng cho cả đất nước của họ và rất nhiều người khác trên thế giới này trong gần 3 thập kỷ qua. Nhưng tiếc thay, phép màu lại không đến với một trong những người đã làm nên nó. Chỉ vài tuần sau khi chứng kiến cha mình trở thành huyền thoại bóng đá Đan Mạch, sau trận đấu quyết định mà cô cầu xin ông tham gia, Lin Vinford đã thất bại trong cuộc chiến với căn bệnh của mình. Là một người cha và cũng có con gái, vì thế Quyến muốn chia sẻ câu chuyện xúc động này với mọi người. Quyến tin rằng trên bầu trời xanh kia, bé Lin cũng phần nào mãn nguyện khi kịp chứng kiến thời khắc hào hùng của gia đình, của đất nước. Đó là chiến tích, là câu chuyện em góp công không nhỏ để viết nên. Mong rằng cựu tiền vệ Kim Vinford năm nay đã 57 tuổi sẽ luôn ở bên gia đình và dõi theo bước chân của đội tuyển Đan Mạch ở Euro 2020. Đó là giải đấu mà Đan Mạch sẽ đăng cai bảng B và niềm hy vọng lớn nhất của họ cũng là một tiền vệ công Eriksen. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các câu chuyện tiếp theo. Tôi là Văn Quyến, người kể chuyện.